Rồi, hello mọi người đã quay trở lại với Tiếng Radio. Thì vừa qua mình cũng có làm một cái video nói về cái dòng sản phẩm micro thu âm cài áo WG60. Thì đây là cái dòng micro dành cho những anh em nào chúng ta làm vlog, làm YouTube hay là chúng ta live stream ha. Thì đây, đây là cái dòng các bạn đang thấy ở trên màn hình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để mình test cái chất lượng âm thanh của cái con mic này để cho các bạn tham khảo cho cái nhu cầu của các bạn. Thì cái test này thì mình sẽ test ở trên cái mic onboard không? Thì là cái mic nó được tích hợp ở trên cái bộ phát cũng như là một cái mic lavalier cài áo ở đây. Đây thì mình sẽ test cái chất lượng hai cái mic này để cho các bạn so sánh và cũng như là các bạn biết được cái chất lượng thực tế của cái mic này nó có đủ đáp ứng cho cái nhu cầu chúng ta làm YouTube vlog hay là livestream hay không. Rồi xin mời các bạn theo. Rồi thì bây giờ mình sẽ test cái chất lượng âm thanh thực tế của cái bộ mic WG60 này để cho các bạn tham khảo. Và hiện tại mình đã kết nối cái bộ thu của cái bộ WG60 này vào trong cái điện thoại để mình quay nha các bạn. Đây, và bây giờ mình sẽ test trước là cái mic ở trên cái bộ phát, cái mic tích hợp nha các bạn. Đây, để cho các bạn biết thực tế là mình đang sử dụng cái bộ này. Thì đây, đây là cái bộ phát và đây là cái mic tích hợp ở trên đây nha các bạn. Đây mình nói, thì mình để gần là các bạn sẽ nghe cái âm thanh nó lớn đúng không? Alo, sound check 1, 2. Rồi, thì đây là mình để xa nè. Đây, để xa là các bạn thấy nó nhỏ đúng không? Rồi thì đây là cái vấn đề để các bạn biết rằng mình đang sử dụng cái con mic này để mình test cho các bạn biết được cái chất lượng âm thanh thực tế trong những cái buổi chúng ta livestream hay là chúng ta thu âm làm video ha. Đó, rồi thì bây giờ mình sẽ gắn trở lại cái vị trí thường thì mình sẽ gắn ở cái vị trí cổ áo này ha, cái nút áo đầu tiên hoặc là cái túi áo thì tùy theo chúng ta cái vị trí của chúng ta sẽ gắn cho nó phù hợp. Đó, rồi đây, đây là cái chất lượng âm thanh các bạn có thể nghe được. Không thì mình nghĩ khá là rõ ràng thì các bạn có thể đánh giá và nhận xét được cái chất lượng âm thanh của cái mic tích hợp ở trên cái bộ phát nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ test luôn cái mic cài áo để cho các bạn tham khảo được cái chất lượng thực tế của nó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối vào cái bộ phát tín hiệu. Rồi thì mình cũng đã kết nối vào rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ kẹp vào cái vị trí và cái, những cái thông số không có gì thay đổi. Đó, và đây là cái chất lượng âm thanh của cái mic cài áo mic lavalier nha các bạn. Đây các bạn có thể nghe và đánh giá được cái chất lượng của nó. Thì theo cái nhận xét của mình thì mình đã thử rồi thì cái mic cài áo nó sẽ cho cái chất lượng âm thanh là ấm hơn và dày hơn cũng như là cái mức âm lượng nó sẽ lớn hơn các bạn. Không thì các bạn có thể nghe được không? Các bạn có thể tu lại, bạn có thể nghe nha. Rồi thì với cái nhiều cái mục đích sử dụng thì chúng ta sử dụng mic cài áo hay là mic onboard thì chúng ta tùy vào cái mục đích sử dụng của chúng ta. Thì với cái mic cài áo thì nó sẽ cho cái khả năng lọc gió tốt hơn thì chúng ta có thể sử dụng cái môi trường ngoài trời thì nó sẽ giảm thiểu được cái vấn đề gọi là noise ha, hoặc là cái độ thẩm mỹ ha. Những cái micro cài áo thì nó sẽ giấu kín, nó cho cái cảnh quay của chúng ta nó tự nhiên hơn, nó sẽ không có bị lộ cái bộ phát này ra. Còn cái bộ phát này thì mic trên bộ phát thì nó sẽ cho chúng ta cái sự nhanh chóng và tiện lợi, chúng ta có thể kẹp vào hoặc chúng ta sử dụng cũng rất là thời thượng các bạn. Thì đây là những cái mẫu micro hot trend bây giờ nha, giống như Rode Wireless Go đó, chúng ta sẽ thấy được cái nhu cầu này. Rồi thì vừa rồi đó là cái testing của cái phần âm thanh của cái bộ mic WG60 này. Nếu như các bạn đang cần tìm cho mình một cái bộ micro để chúng ta thu âm để có được một cái chất lượng âm thanh chuyên nghiệp, rõ ràng, trung thực và sạch sẽ thì cái độ WG60 này là một trong những cái đáp ứng cực kỳ hiệu quả cho cái nhu cầu để livestream hay thu âm chúng ta làm YouTube vlog ha. Rồi cảm ơn các bạn, thì mình sẽ làm những cái video tiếp theo ở trong những cái kỳ tới về cái chất lượng âm thanh thu ngoài trời cũng như là cái sóng thu phát của nó, cái phạm vi của nó thu phát nó được bao nhiêu xa nha các bạn. Rồi xin mời các bạn cùng đón xem trong những video lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.